Alo. Vâng, rất xin lỗi quý vị khán giả, bạn nãy giờ bình luận như cái máy mà quên tắt mic, tôi cạn lời với tôi thôi. Vâng, bảy hiệu đầu lùa về bài hai game thủ để mắc binh chuyển máy các kiểu. Vâng, quên tắt mic, rất xin lỗi quý vị khán giả và bạn. Bạn nãy cũng quay trở lại với trận nhóm này rồi. Bài hai quả phụ đến từ cả hai game thủ, tôi cạn lời. Vâng, quên bật mic, bây giờ quay sang khung chat anh em bảo là Hải ơi bật mic đi. Vâng, rất xin lỗi quý vị khán giả và bạn. Vâng, tôi quên bật mic đến từ bình luận viên Hải Mario. Thế nhà là mắc binh dành cho game thủ 98. Đồ ăn của gái game thủ trận này là mắc của mắc. Và hy vọng đây sẽ là một trận đấu bọn ta có thể vượt lên dẫn trước. Lần đầu tiên vượt lên dẫn trước. Trước cặp đôi Tiểu Tỷ Ngư và game thủ Chiến Tướng. Và xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Hạnh đã gửi tặng game thủ Chim Sẻ Nắng rất nhiều sao buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt game thủ Chim Sẻ Nắng, chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Văn Hạnh từ nãy giờ cứ tặng sao game thủ Chim Sẻ. Nãy em cảm ơn anh mấy lần rồi nhưng mà em quên bật mic anh ạ. Vâng, em quên bật mic, rất xin lỗi anh em. Vâng, chuyển máy quên bật mic, rất xin lỗi mọi người. Vâng, tham lai 27/28 thì U98. Vâng, xin lỗi mọi người. Vâng, quên bật mic, cạn lời đấy. Vâng, đây là BB dành cho game thủ U98, bò bế giữa hai nhà. Vâng, chào anh Chisu Phụt, chào tất cả mọi người. Vâng, chuyển máy, máy của hai game thủ thì đồ ăn của Sẻ với đồ ăn 98 bài. Cả hai game thủ đều hai quả phụ mắc binh rồi. Mỗi tôi là bình luận chuyển máy các kiểu đa điều thì lại quên bật mic. Vâng, bắn như cái máy từ đầu đến giờ. Vâng, xin lỗi mọi người. Anh Tùng Eric bảo là quên tắt mic chứ em được. Vâng, chỉ là quên tắt mic thôi. Vâng, mình bốc thì kinh rồi.
Chuẩn bị cơ cấu đóng nhà điều kiện này, U98 mặt này sẽ BA. Và đây sẽ BM cộng 1 dân. BA đóng trên dốc dành cho cái thủ U98. Ok. Hải Mario có quan hệ gì với Mario Ozawa không nhỉ? Quan hệ mạnh luôn, em chuyên viên quan hệ rộng anh ạ. Chỗ nào cũng quan hệ đấy. Vâng, lỗi kỹ thuật một tí thôi. Và bây giờ thì có anh có tên Facebook là Eric Cantona. Nó đã quên tắt mic thì kệ nó đi, còn nhắc nó làm gì để nó bật mic. Khổ thế là rồi. Và xin cảm ơn anh lại Văn Khánh đã gửi tặng game thủ chim sẻ nắng 679 sao. Đập chết nó đi em, vâng cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hạnh đã gửi tặng bình luận viên 100 sao, mua nước uống cho gọt giọng một bình luận nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Thank you anh. Vâng cảm ơn anh Đào Khắc Cường đã gửi tặng game thủ chim sẻ 100 sao nữa. Và đây là máy game thủ chim sẻ nắng 28 dân cộng 1 dành cho game thủ chim sẻ. Và tăng à thôi. Một thế trận mà bài vở của các game thủ đều rất là mắc bình rồi. Nhưng có vẻ như mặt của game thủ chim sẻ nắng từ 12 giờ xuống sẽ là điểm yếu dành cho em. Đó sẽ là điểm yếu dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trong trận yếu này. Và cảm ơn bạn có tên Facebook là Nguyễn Thị Trà Giang đã gửi tặng sẻ 50 sao. Và 29/32 dành cho game thủ chim sẻ. Và hãy cùng quay trở lại mặt máy của game thủ U98. 4BA trong trận đấu này và nâng cấp bánh xe. Và một mình chim sẻ nắng lên đời một vạch. Sẻ lại lên đời sớm nhất bản đồ. Vậy thì lại xem sẻ thôi. Và chào Huy Tôm nha, hello em. Sớm nhất bản đồ đấy. Và đây, sớm nhất bản đồ đấy nhá. Am đè nó ấy. À thế à. Rồi, tôi đang ngồi cạnh mấy vận động viên đến từ Cala Nam E 699. Đang ngồi tròn với ông này khá là fun. Vâng, tham lai đang ở số là 32/40 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng, 5A sắp đều trong trận đấu này. Và hãy cùng xem game thủ chim sẻ nắng trận đấu đầu với ai. Và quan trọng là bên phía đôi bạn sẽ đánh như thế nào thôi. À, con hàng này. Vâng, dâng Nga với chúng tôi à. Vâng, đây là chiến tướng công tử. Một cung R để cầu thủ chiến tướng nằm xuống. Thôi. Vâng, anh can. 98 ơi. Vâng, tên của đội bạn đã đến. Sẻ trên một cung R rồi, nhưng sẻ đã đứng trên dốc rất cao. Và một cung R của tiểu thủ nằm xuống. Cân đôi trong tên này dành cho thủ chiến tướng đáng. Đội bạn có thêm một tên nữa. Tham gia của sẻ đang là 46/48. Ra thêm ruộng rồi. Lùi. 98 đâu rồi? Vâng, cần phải có sự góp mặt của game thủ 98 ở đây ngay. Sẻ đang phải vác dân ra. Vâng, mình nghĩ rằng tơn đầu của game thủ U98 sẽ đi quản nhà chiến tướng. Vâng, có dân lao ra rồi, đảo thôi. Vâng, cung R đang ở đây, tham gia của sẻ đang là 48. Vâng, sẻ không chạy. Vâng, sẻ không chạy, 98 sang chưa? Vâng, 98 đang sang cứu ở mặt nhà BA của game thủ chiến tướng. Sẻ đang lấy dân để chơi, đỏ thêm tơn quân nữa. Vâng, đội bạn đang dí sâu bên trong để chơi. Tham lai là 45/52 rồi, sẻ lùi. Tên này phải lùi thôi. Và 42 đây là một máy cái thủ 98. Và U98 tham lai 52. Có một tên lấy nhà chiến tướng. Đây mới là vấn đề này. Đây mới là tên quân quyết định ở trong trận đấu này cho U98. Và game thủ tiểu thứ tư phải ra nhà BA của chiến tướng để cứu. Và ở nhà BA của đội bạn chúng ta vẫn có thể chơi được. Và tham lai là 51 dành cho thủ 98. Và chuẩn bị phải tăng A lên U98 thôi. Tăng A 98. Tăng A. Bơm đồ cho sẻ nhưng không tăng A rồi. Bơm đồ cho sẻ chưa gọi tăng A. Ốp vào BA chiến tướng. Đội bạn nở thêm tân quân mới. Và mặt máy của cái thủ chim sẻ. Và tham lai là 46 đều chim sẻ đáng. Vẫn ra được 4A đều cho cái thủ chim sẻ. 98 đang đi quản nhà của game thủ tiểu tướng, của cái thủ chiến tướng. Và 98 đang quản nhà của chiến tướng. Và đánh về lâu về dài chúng ta vẫn sẽ có lợi thế. Sẻ vẫn đang giữ được dân. Quan trọng là sẻ phải giữ được dân. Và tham lai là 42 cho cái thủ chim sẻ. Và cố gắng bắt những con cung đó móc máy của màu 8. Vâng, đã bay nhà rồi, còn nâng cấp tầm xa 702. Tôi cạn lời với cậu đấy. Đánh thế này thì ai chơi với cậu nữa. Và bị đánh bay nhà 4A xong đều vẫn nâng cấp tầm xa 702. Ui giời ơi. Vâng, chiến tướng lao vào đây thì người ta gọi là xin cây tuổi. Vâng, giả vờ lùi một bước để tiến hai bước. Vâng, cho đội bạn chiếm được nhà BA của mình. Ok, không có lên gì cả. Vâng, anh thích lấy nhà BA thì ok, anh lấy đi. Vâng, anh cứ lấy nhà BA thoải mái luôn. Vâng, các anh còn thích lấy cái gì nữa không? Vâng, mỗi tiền là không cho được thôi, chứ còn lấy cái gì cũng được luôn. Hề luôn. Các anh một vật em nằm ngửa ra đây này, em cũng cố đấy.
Vâng, tham lai là 44 dành cho cái thủ chim sẻ này thì lao vào nhà móc máy này. Vâng, game thủ Thiệp Thị Ngư đang là bài khỏe nguyên và U98 cũng vậy. Đây là một thế trận mà U98 sẽ cân lại với game thủ, sẽ cân lại với game thủ Thiệp Thị Ngư. Nhưng vấn đề là game thủ U98 đã quản được nhà của game thủ Chiến Tướng. Và chim sẻ nắng tôi dám khẳng định với bạn luôn, giữ được nhiều dân và giữ được nhiều quân hơn so với game thủ Chiến Tướng. Đó mới là vấn đề. Vâng, mà máy game thủ U98. Vâng, tham lai là 68/88 dành cho game thủ U98. Vâng, đã là 6 nhà BA trong trận đấu này rồi. Vâng, BA đứng ở trên dốc. Đội bạn đã muốn lao sang nhà game thủ U98. Dân quân sốc đều. Và tân quân này của U98 mình tự tin là thoải mái để có thể đỡ nhà trước Ngư Ca. Tự tin đỡ thoải mái luôn. Vâng, tham lai 75. Vâng, quản xong nhà game thủ Chiến Tướng. Bây giờ Chiến Tướng đang hồi ở mặt nhà sẻ và nhà game thủ Thiệp Thị Ngư. Chắc chắn Thiệp Thị Ngư đang khỏe nguyên, U98 cũng đang khỏe nguyên. Và vấn đề là sẻ và game thủ Chiến Tướng ai sẽ là người hồi khỏe hơn. Và để đưa về vấn đề hồi thì các bạn vẫn biết chim sẻ nháng rồi. Tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào game thủ chim sẻ nháng. Và màn máy của game thủ chim sẻ. Ui giời ơi, cháo gà đến rồi. Ôi giời ơi. Vâng, ui giời ơi, vậy thoải mái đi em ơi. Vậy thoải mái đi em ơi. Vâng, vậy thoải mái đi. Hôm nay là 35 để game thủ chim sẻ. Vâng, quá hay. Vâng, vào nhà 98. Nhà 98 là một khoảng đất cực kỳ rộng để cho game thủ chim sẻ nháng có thể hồi lại. Đây là màn máy của game thủ 98. Trận này tôi sẽ xem game thủ 98 cân lại nhà của Thiệp Thị Ngư. Vâng, cân lại nhà Thiệp Thị Ngư trong trận đấu này, game 98. Vâng, chim sẻ nháng đã vào hết nhà 98 rồi. Trận này 98 sẽ cân lại Thiệp Thị Ngư mà lại còn bảo kê cho chim sẻ nháng hồi lại được chưa ạ? Vâng, bung nhà chính cho nào vàng được chưa? Vào hết đây. Ui giời ơi, tầm này 4 cung gờ vào đây anh Chiến Tướng và anh bịp em nhá. Vâng, anh có thể mang 400 con cung gờ vào đây được không? Mang 4 con vào đây thì ít quá, khó. Vâng, bung nhà chính cho đào vàng. Vâng, bình luận viên như kiểu sắp chết đấy nhỉ. Vâng, sắp chết rồi anh ạ. Sắp chết đến nơi rồi đây này. Tham lại 102, đủ 98 rồi. Đôi bạn chỉ có cửa là ốp vào nhà game thủ 98 mà thôi. 53 dân, 98, 62 dân. Vâng, 53. Nhìn kiểu gì ra 58 dân bay, trời ơi. Vâng, lao tiểu thì cứ 53 dân. Vâng, lao vào nhà game thủ 98. Vâng, đội đến căn rồi. Vào đây. Vâng, bơi hết vào đây. Vâng, sẻ đang hồi đây rồi. Vâng, Chiến Tướng bắt máy thoải mái anh ơi. Em đã bảo rồi, anh phải mang 400 con cung lờ vào đây móc mới được. Chứ còn một với cả 4 cung lờ thì không có cửa để móc. Vâng. Anh em đang bảo là làm gì có 400 con cung lờ, thế mới khó. Vâng, 400 con cung lờ thì mới chết, chứ còn 4 cung lờ thì không chết được. Ôi trời ơi. Vâng, bây giờ có 2 cung lờ, thế thì phải là 200 con thì mới vào được. Hôm nay cũng chỉ làm được 127 rồi. Vâng, không có cửa móc vào nhà U98. Bây giờ Tiểu Thị Ngư cũng không đánh vào nhà game thủ U98 nữa. Vấn đề là Ngư Ca đang đào được bao nhiêu vàng. Vâng, tôi thấy rằng game thủ Tiểu Ngư đã đào được 300 vàng. Tiểu Thị Ngư đã đào được 300 vàng nhưng U98 đã đào được 500 vàng rồi. U98 đã điều được nhiều vàng hơn so với game thủ Tiểu Thị Ngư. Vâng, sẻ. Vấn đề là còn sẻ. Đây là game thủ chim sẻ. Tham lai 35. Vâng, còn cung gờ đi quản bản đồ. Đây mới là vấn đề. Đây mới là vấn đề. Rồi, đội bạn đi ốp rồi. Đội bạn bắt đầu đi ốp. Đội bạn đi ốp. Vâng, đây là máy của game thủ U98. Vâng, khi đội bạn đi ốp vào nhà chim sẻ nháng. Vâng, như vậy là 500 con cung gờ của Chiến Tướng đã bị tóm. Vâng, 500 cung gờ của Chiến Tướng vừa bị bắt. Tiểu Thị Ngư lao vào mặt này thì khó. Vâng, đóng ca rồi. Vâng, BMBBBK. Vâng, bây giờ sẽ là tân quân siêu to khổng lồ của anh thủ Tiểu Thị Ngư lao vào đây. Khi mà Tiểu Thị Ngư lao vào ốp nhà game thủ 98 thì ở nhà game thủ chim sẻ nắng sẽ lao vào nhà của game thủ Tiểu Thị Ngư ngay. Đã kích 4 sao game 98. Không nên đấu quân ở đây. Không nên đấu quân ở đây. Không nên đấu quân ở đây 98 ơi. Nên lùi lại. Vâng, 98 vẫn đang tự tin lao ra để đấu. Tham lai là 130 dành cho game thủ 98. Vâng, như vậy là theo thông tin mà tôi mới nhận được thì tham lai của game thủ Chiến Tướng vâng đang ở con số là 140. Tỷ số sẽ là 3-2 ở cặp đôi của GTV, không cửa thua ở trong trận đấu này rồi. Vâng, sẻ ơi, vâng làm gì đi em. Ui trời ơi, quá hay rồi sẻ. Tham lai là 40. Bây giờ thì game thủ Tiểu Thị Ngư sẽ làm gì? Vâng, ăn vàng còn khổ với sẻ đây này. Tham lai là 41 rồi, game thủ chim sẻ.
Một trận đấu mà 98 đang cân cả bốn nhà trong trận đấu này luôn, cân cả chính bản thân mình. Và một trận đấu mà 98 đã chứng tỏ cho quý vị khán giả các bạn có thấy. Và đây là lý do vì sao, đây là lý do vì sao mà game thủ U98 và Chim Sẻ Nháng đã giành chức vô địch trong hai giải đấu gần nhất ở nội dung 22 ACA và 22 cung đấu AC. Và 98 đang cho anh em thấy một khả năng đánh chủ lực là cực kỳ mong bình. Và bây giờ sẽ là một tấn quân siêu to khổng lồ lao vào nhà game thủ Tiểu Thủy Ngư. Bây giờ Ngư Ca sẽ lấy gì để đỡ lại? Vâng, gặp thần bắn thần, gặp quỷ bắn quỷ, gặp Tiểu Thủy Ngư bắn Tiểu Thủy Ngư, gặp chiến tướng bắn chiến tướng, gặp cung lờ bắn cung lờ, gặp dân bắn dân, gặp ruộng bắn ruộng. Vâng, này thì Tiểu Thủy Ngư này 3-2, tôi xin phép sửa trước cái tỷ số, dấu chấm hết rồi cho đội bạn. Thế thôi. Vâng, tận này thắng rồi, nói nhẹ nhàng 3-2, giữ sức cho trận sau. Vâng, sửa trước tỷ số. Ấy cái gì? Vâng, Tiểu Thủy Ngư cũng đã lên 4. Ở thực chết tôi rồi. Vâng, sửa tỷ số thế này là hơi sai. Vâng, tập lại chỉ đáp là 123. Vâng, sửa tỷ số trước như này liệu có khó quá không? Vâng, tân sửa tỷ số trước của Hải Mario nghe vẻ đang rất hổ báo. Vâng, tham lai của U98 là 133. Không phải ăn gỗ nữa. Bơm cho sẻ 1.000 gỗ đi, 98 ơi. Cầm 1.000 gỗ trong người làm gì? Vâng, nâng cấp tầm xa 7-3 và bơm đồ chi chuẩn đáng hồi lại. Vâng, hot đang có là rất nhiều. Quan trọng là game thủ Tiểu Thủy Ngư có đánh ca to hay không? Quan trọng là Tiểu Thủy Ngư có đánh ca to hay không? Vâng, đây là một trận đấu mà game thủ U98 sẽ lên 4 thôi. Sẻ sẽ không lên 4 mà chỉ là bài châu quân đi móc cùng với game thủ của U98. Và sẻ sẽ đi quản vàng. 98 sẽ bơm đồ cho Chim Sẻ Nắng để hồi lại và sắp cung rờ ra thôi. Không lên 4. Chỉ có một nhà lên 4 trong kèo cung rờ AC này thôi. Tham lại là 140 U98. Và tân quân to U98 bắt đầu lao vào nhà đối phương. 98 đã bung ra ăn vàng ở khắp mọi nơi. Không có ca dành cho Tiểu Thủy Ngư. Không có ca dành cho Tiểu Thủy Ngư. Tầm xa 7-3 chuẩn bị lên xong. Dành cho những con hot của game thủ 98. Ui rồi. Vâng, cung rờ và hot của 98 đông gấp 3 lần của Tiểu Thủy Ngư luôn cho nó mát. Vâng, bây giờ thì anh Tiểu Thủy Ngư anh vẩy kiểu gì đây? Anh vẩy kiểu gì? Tham lai nhẹ nhàng lên lít rưỡi thôi. Vâng, đây là chủ lực thứ hai trong team AMGTV. Nào, vâng, các anh có định cân em không? Vâng, đây không phải là cậu hưởng nha anh em. Đây là U98. Vâng, thôi. Cháo gà. Vâng, bơm đồ cho cái thủ Chim Sẻ Nháng. Và ba kích hot của U98 đẩy sang nhà Tiểu Thủy Ngư. Bỏ nơi trò để ăn dân đối phương. Vâng, sửa trước cái tỷ số từ lâu lắm rồi. Vâng, sửa tỷ số từ lâu lắm rồi. Vâng, mặc dù Tiểu Thủy Ngư và Chiến Tướng có một trận đấu đánh rất là hay khi mà giết chết được Chim Sẻ Nháng với bài đấu dâng ảo của Chiến Tướng. Nhưng trận này 98 còn cho thấy khả năng phát triển chủ lực của em là hay hơn. Và đặc biệt về khả năng ngồi thì Chim Sẻ Nháng khỏe hơn cái thủ Chiến Tướng là rất nhiều. Vâng, tôi đánh giá rất cao cặp đôi Chiến Tướng và cái thủ Tiểu Thủy Ngư. Với những bài đấu dâng ngà, ép chết một nhà của team GTV. Thực sự là đội bạn ép một nhà cực kỳ rát ở thời điểm đầu. Và ép chết luôn một nhà, đó chính là nhà của đủ Chim Sẻ Nháng. Và trận đấu này thì chúng ta đang có lợi thế. Và gần như là không cửa thua trận đấu này rồi. Và đây là những nông dân hội của Chiến Tướng. Và tỷ số là 3-2 dành cho cặp đôi của GTV. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây. Những trận đấu tốt dành cho đủ 98. Lời khen đến đủ 98 trong trận đấu này. Một trận đấu rất tốt để cho em.